Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị thì cũng một số cái thông tin thì nó cũng liên quan tới cái vụ việc thì của Đà Lama. Rồi thì quý vị cũng biết đó là cái thông tin thì Thiền Am đó vậy thì cũng bị cơ quan chức năng thì người ta cũng đã làm việc với một số là kênh YouTube hoặc là một số là những người trong Thiền Am. Thì không dài thì những vụ việc đó rất là lùm xùm thì cũng có một số người thì cũng bị cơ quan chức năng á thì người ta đã bắt tạm giam thì hoặc là có người thì cũng đã có tội như là anh Toán Chằn mình gì đó thì người ta cũng đã có cái án cho anh là 6 tháng tù đó. Hoặc là quý vị cũng biết thì bây giờ thì là bắt đầu thì cơ quan chức năng thì người ta cũng đã bắt đầu đó là lập vi bằng về một số là kênh YouTube. Thì vừa rồi quý vị cũng biết rất là nhiều là kênh YouTube ở đợt vừa rồi thì cũng đã nhắc binh cho Thiền Am rất là nhiều đó, trong đó thì rất là nhiều kênh thì đã nói về Thiền Am hoặc là binh cho Thiền Am đó, trong đó thì cũng có Toán Chằn hoặc là có là anh Thám Tử Cung mình là hiện tại đó quý vị. Rồi thì quý vị cũng biết thì là người ta đã đập vi bằng rồi thì bắt đầu phẫu vật sẽ vào cuộc thì điều tra những cái là kênh YouTube đã từng là binh vực cho Thiền Am. Giờ bắt đầu thì cũng có một số kênh thì đã quay xe hoặc là thí dụ như là quay xe thì như là anh Thám Tử Cung mình đó cũng là lên là đã quay xe chính thức là nói là không có liên quan về thế Thiền Am, vụ việc của Thiền Am nữa, hoặc là bắt đầu lật mặt thì lật mặt Thiền Am xong rồi còn ra mà phân tích về vấn đề là liên quan tới Thiền Am, tại sao lý do này, tại sao lý do nọ. Thì quý vị biết cơ quan chức năng á thì người ta cũng không phải là anh quay xe rồi là cơ quan chức năng người ta sẽ không điều tra anh đâu. Có quay xe hay không gì cũng vậy, người ta sẽ lấy những cái clip mà đầu tiên, đầu cái Đà Ma hoặc là mấy anh đã binh vực cho Thiền Am, nói về Thiền Am rất là nhiều, hoặc nói về những người khác, vấn đề là những người ta nói về Thiền Am thì những anh em này binh. Rồi đó bắt đầu là phản biện lại một cách rất là nhiều hoặc là rất là bức xúc cho người dân. Rồi thì quý vị cũng biết thì anh Thám Tử Cung mình thì rất nói chung là đợt đó thì rất là ăn ý với Thiền Am hoặc là binh cho thầy ông nội hoặc là binh cho Thiền Am đó, nói rất là nhiều hoặc là còn muốn nhận là thầy ông nội làm cha nuôi cha gì nữa mà quý vị, đúng không quý vị? Thì thông tin đó thì rất là nhiều anh em YouTube đã đưa lên cho quý vị biết đó. Thì bây giờ nếu mà cơ quan chức năng thì người ta vào cuộc đó, người ta điều tra những cái vụ việc thì liên quan những anh em YouTube này thì anh Thám Tử Cung mình thì có thể là bị chị tội, chắc chắn là anh Thám Tử Cung này có thể là bị tội tại vì cơ quan chức năng á, người ta lập vi bằng rồi quý vị. Thì anh ta sẽ không thể nào mà thoát được cái tội đâu. Đó, thì rất là nhiều, quý vị thấy không, rất là nhiều là kênh YouTube thì cũng đã lên nói là cũng có một người á, là bạn thì cũng rất là thân với anh Thám Tử Cung. Đó, thì những anh em đó thì cũng đợt đó thì cũng nói về Thiền Am hoặc là biết về anh Thám Tử Cung rất là nhiều. Đó, cũng là lỡ lên chia sẻ về con người của anh Thám Tử Cung như thế nào. Đó, lặt mặt như lặt bánh tráng hoặc là nhận tiền từ việc từ thiện hoặc là ăn chia với việc từ thiện, ăn chia với thầy ông nội hoặc là Toán Chằn như thế nào. Người ta cũng lên người ta phân chằn người ta nói tại sao lại là anh Thám Tử Cung phê xe mà thầy ông nội lại chọn Toán Chằn lại không chọn Thám Tử Cung đó. Thì bắt đầu là anh Thám Tử Cung thì bắt đầu mới xoay quanh cái câu chuyện, bắt đầu mới quay xe, mới bắt đầu là phản biện là nói về thầy ông nội hoặc là chỉ trích về Thiền Am bên Phật Vũ Trụ. Trong khi đó thì anh ta lúc đầu thì một mực rất là binh, thì bây giờ anh ta lên anh ta nói đó là tại vì thấy Thiền Am đã làm sai thì anh ta không có muốn binh Thiền Am, anh ta đã quay xe. Thì những cái mục đích đó anh ta nói lên như vậy thì quý vị cũng biết thì nhằm là chủ yếu cho cơ quan chức năng đó, người ta sẽ không chú ý vào anh ta nữa. Nhưng quý vị cũng nghĩ đi, cơ quan chức năng á thì người ta đã lập vi bằng rồi, những cái kênh YouTube này rồi thì không thể nào mà người ta bỏ lỡ và bỏ qua cho anh Thám Tử Cung như thế này được, đúng không quý vị? Đó, cái sự thật thì nó đã rõ ràng, thì chỉ là chờ cơ quan chức năng để vào cuộc thì điều tra, hoặc là có thể là điều tra anh Thám Tử Cung, tại vì anh Thám Tử Cung thì rất là nhiều tội rồi, lên vu khống cho người này, hoặc là lên vu khống cho cô sư Ông Quân Hằng, hoặc là cho chú Quỳnh Vy Dũng, hoặc là vu khống cho những anh em YouTube rất là nhiều. Đó, ai mà đụng chạm tới anh ta là anh ta bắt đầu là anh ta chơi chiêu trò bẩn bựa hoặc là đánh gậy như anh em YouTube đó, hoặc là lên là còn là vu khống cho chú Quỳnh Vy Dũng nè, hoặc là vu khống về cho Đại Nam đó, rất là nhiều, văn văn và văn văn rất là nhiều.
Thì em chỉ mong sao thì có một ngày nào đó thì em cũng sẽ nhận được cái tin vui từ cơ quan chức năng, thì cũng liên quan tới cái vụ mà của anh Thâm Tự Cung, thì khán giả người ta cũng rất là mong chờ những cái điều này đó. Thì quý vị biết thì xong cái thông tin là của anh Thâm Tự Cung rồi, thì hổm rày nay đó quý vị, thì có rất nhiều cái thông tin nó rất lùm xùm, cũng như là hôm nay là ngày 29 nè quý vị, thì cơ quan chức năng á, người ta cũng đã tiếp nhận cái lá đơn kiện của anh Điền Võ rồi đó. Tại vì cô á, Đinh Lan đó thì cũng đã kiện anh Điền Võ, cơ quan chức năng á người ta cũng đã nhận những cái lá đơn này rồi đó, thì cũng bắt đầu á, là tiếp nhận rồi bắt đầu điều tra vụ việc là về cái cô Đinh Lan lên là vu khống cho anh Điền Võ, nói là xúc phạm cô ta hoặc là hành hung cô ta như thế nào đó, hoặc là nói là anh Điền Võ là mướn người thuê người, hoặc là đòi hành hung hoặc thuê người đòi đánh giết cô ta gì đó. Vì rất là nhiều những cái thông tin mà cô ta đưa ra hoàn toàn là sai sự thật quý vị. Thì chủ yếu là cô ta cũng lên vu khống rất là nhiều người, cũng có rất là nhiều anh em YouTube hoặc là những người nào á lên phản biện về cô ta hoặc là nói về cô ta như thế nào, thì cô ta đều vu khống tất cả đó. Cô ta cũng là một kênh YouTube mà quý vị, nói chung là cũng là một kênh YouTube, thì cũng lên thì cũng nói này phản biện lại, phản biện qua thì phản biện lại, thì người có người qua tiếng lợi mà, đúng không quý vị? Nhưng thì cô ta thì chơi làm cái chiêu trò như thế nào á, thì bắt đầu lên là thưa kiện kiện hết người này, thì bắt đầu thì kiện hết tới người khác đó. Vì cái lý do gì quý vị, hoặc là vì cái thế lực có những cái thế lực nào mà đứng ở phía sau hoặc là giúp đỡ hoặc là xúi dục cho những cái bọn này, nên thì những cái bọn này á thì bắt đầu mới manh động hoặc là làm những cái điều mà thấy không tưởng luôn quý vị đó, vu khống cho Đại Nam Vũ Hằng Hữu, hoặc là vu khống cho cô Sư Ổn Phương Hằng, hoặc là chú Huỳnh Vĩ Dũng đó. Hoặc có một số người còn tuyên bố là chú Huỳnh Vĩ Dũng thì sẽ bị bắt tạm giam đó, hoặc một số người nói là chú Huỳnh Vĩ Dũng vì là sẽ phản động phản gì đó. Những cái thông tin thì đưa lên toàn là hoàn toàn sai sự thật, đúng không quý vị? Nói chung rất là nhiều quý vị khán giả người ta cũng đã xem những cái thông tin tin tức, thì người ta cũng phân biệt được cái nào đúng hoặc là cái nào sai, chứ người ta không có nghe theo một hướng như những gì mà những cái bọn đó nói đó. Thì cái thông tin thì thứ ba thì em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị, thì cũng liên quan tới cái vụ việc thì của cô Hằng Nico đó. Thì quý vị biết cũng là Hằng Nico mình đó thì cũng là hổm rày, thì cũng là bị cơ quan chức năng đã mời lên làm việc. Thì cô cũng đã có một số thông tin liên quan tới cô, là cô bắt đầu lo sợ, bắt đầu là thuê mướn luật sư để bào chữa cho mình đó. Trong khi đó thì quý vị biết đó, ai mà đụng chạm tới cô ta hoặc là nói về cô ta như thế nào thì cô ta sẽ là đưa những cái hình ảnh của cô ta hoặc là tung những cái thông tin của cô ta lên mạng xã hội đó quý vị, là cô ta sẽ bắt đầu bắt đầu thưa kiện anh em YouTube hoặc là chơi những chiêu trò đánh gậy hoặc là đánh bản quyền gì đó quý vị, rất là nhiều văn văn và văn văn nó rất là nhiều quý vị. Thì quý vị biết là cái cô này cũng là một luật sư, trong khi đó cũng là một YouTuber đó, thì kênh cũng rất là lớn, rất là nổi. Nhưng hổng rại á thì những cái vụ việc lùm xùm thì quý vị thấy là cô ta sẽ không, đã không còn được lên clip nữa, đã bị khóa mõm lại rồi. Thì cái đó là cơ quan chức năng á thì người ta cũng đã vào cuộc đó, người ta đã khống chế được cái cô này. Đó, nên cô đã không thể nào mà bức xúc, không thể nào mà được lên nói như thế này, nói mạnh miệng như thế nữa. Nếu không quý vị thấy không, từ lúc mà nếu mà đi bị cơ quan chức năng mời lên mà không có vấn đề xảy ra thì cô này còn về còn mạnh miệng như thế nào hoặc còn nói như thế nào nữa, đúng không quý vị? Đó. Thì những cái thông tin thì buổi chiều ngày hôm nay em cũng muốn lên là em chia sẻ cho quý vị thì bấy nhiêu thôi. Đó, thì quý vị biết là những cái thông tin em đưa lên thì để cho quý vị là các bạn thì kỹ tham khảo, hoặc là có những một số thông tin ý kiến nào thì em đưa lên, thì nếu có đúng thì quý vị nghe, hoặc là có sai thì thôi đó, thì quý vị cũng thông cảm cho em đó. Tại vì thông tin em đưa lên trong thời điểm hiện nay thì nó rất là nhiều, thì cái nào đúng thì quý vị thì khán giả thì nghe chú ý một chút, hoặc là cái nào sai thì quý vị cũng bỏ qua cho em đó. Em đưa thì những cái thông tin nó rất là được, tại vì thời điểm hiện nay thì rất là nhiều cái thông tin nó lòi ra luôn quý vị. Thì thôi, nói chung thì video thì em cũng là xin kết thúc tại đây. Thì quý vị thì có xem kênh á, thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em nó mắc đề xuất rất là nhiều. Nên bây giờ em làm clip á, thì cũng rất là ít anh chị biết tới em. Thì quý vị thì có thương em thì cũng nhớ đăng ký kênh và like cho em một like luôn nha quý vị, để kênh của em nó phát triển hơn, có độ tương tác hơn quý vị. Và thôi bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo ạ. Em xin chào, bye bye quý vị. Chào quý vị ạ.